Hello, xin chào mừng toàn thể mọi người đã quay trở lại với kênh của Khải Nguyên Vlog nha mọi người ơi. Clip này là mình mới nhận được món hàng của một anh. Anh này là anh Phát Tân nha mọi người. Anh này mới có tặng cho mình một cái món hàng là mây. Mình mà mới ra nhận từ bưu điện nè mọi người. Nên mình cũng muốn quay lại clip này cho mọi người xem cho vui nha. Và đây là nên tặng mây mình là mây. Mây này mây 3 ly nha mọi người. Mây này mây 3 ly nha mọi người thấy không ạ? Cái tấm này tầm khoảng 1,5 kg á mọi người nha. Thì anh này thì cũng quen biết mình nên cũng muốn tặng cho mình là làm món quà cho mình á. Và anh này thì cũng có một cái kênh YouTube, mong mọi người hãy vô và ủng hộ cho nó luôn. Và đây nha mọi người nha. Đây là cái kênh YouTube của anh này. Mong mọi người hãy vào và đăng ký subscribe ủng hộ cho anh đó. Và anh đó cũng đang làm một cái mini game trên kênh anh đó, tặng lông thỏ sao á và lông cước, mong mọi người hãy vô mà chơi lẹ nha mọi người nha. Đây là cái video mini game luôn đây. Và anh này thì cũng có bán những thứ về lưng sư rồng. Nếu anh em nào thích thì anh em có thể vào mua ủng hộ cho anh đó nha mọi người. Thì anh đó là Facebook của anh đó là Phát Tân. Đây nha, đây cũng là cái nick Facebook của anh này luôn. Và nó có bán là mây, những dụng cụ làm lưng thì anh nó cái gì cũng có cho mọi người, mây, lông cừu, lông thỏ, trâu hay mắt gì anh nó đều bán hết, keo hay lưới đều hết. Thì nhiều bạn có hỏi thì anh nó bán mây, anh nào hay bán mây thì bây giờ mình cũng cái anh này tặng mình á thì mình cũng sẵn mình quay cái clip này luôn, thì mình giới thiệu cho mọi người thì anh Phát Tân này có bán mây làm lưng nha. Mọi người có thể liên hệ Facebook của anh đó để mà mua với giá ưu đãi nha mọi người nhé. Giá thì mọi người hãy cứ inbox anh đó thì anh nó sẽ nói cái giá cho mọi người biết. Giá cũng đều hợp lý thôi nha mọi người nha. Ở đây là mây này múc mình chưa biết mình sẽ làm gì đây. Múc mình trước cái này múc mình sẽ làm rồng hay là mình sẽ làm mini game gì đó. Thì mong mọi người hãy ủng hộ và cho mình. Và mọi người mà có gì không hiểu thì mong mọi người hãy bình luận phía dưới. Vào đăng ký cái kênh anh đó nha mọi người nha. Kênh muôn màu giải trí đó mọi người. Đó mọi người vào đăng ký ủng hộ cho kênh anh Phát Tân này nha. Video này thì mình cũng muốn quay và chia sẻ đến toàn thể mọi người vậy thôi. Nếu mọi người thấy hay thì mong mọi người hãy vào subscribe và đăng ký ủng hộ cho mình. Và mây thì cực kỳ dẻo đến mọi người luôn. Và mình là Khải Nguyên Vlog, xin chào hẹn gặp lại mọi người. Hẹn mọi người ở những clip tiếp theo của mình nha. Nhớ subscribe và chia sẻ nha.